Chào mừng các em đến với trang lời dạy 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời các câu hỏi bài tập. Bài 1. Quá trình hình thành phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu. Từ trang 8 đến trang 13, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em thân mến, các em quan sát hình 1.1, bức tranh khắc gỗ. Người cầu, người đánh, người làm, sách giáo khoa trang 8 có thể thấy được rằng đây là bức tranh mô tả những tầng lớp trong xã hội phong kiến Tây Âu. Tác phẩm nghệ thuật này xuất hiện từ thời Trung Cổ sẽ dẫn dắt chúng ta bắt đầu chuyến hành trình khám phá lịch sử Tây Âu từ sau khi chế độ La Mã sụp đổ. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. Về mục tiêu bài học, sau khi học xong bài học này, các em sẽ đầu tiên nêu được những sự kiện chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Thứ hai, các em sẽ trình bày được những đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu. Thứ ba, các em phân tích được vai trò của thành thị trung đại. Và cuối cùng, các em mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Về nội dung bài học hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm 4 nội dung chính như sau. Thứ nhất, đó là quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Thứ hai, đó là lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. Thứ ba, đó là thành thị Tây Âu trung đại. Và cuối cùng, đó là sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Cô cùng các em đi vào nội dung đầu tiên của bài học, đó là quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Các em quan sát hình 1.2, lược đồ các vương quốc Germanic thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6 và kết hợp nội dung sách giáo khoa mục 1 trang 89 để tìm hiểu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Từ đầu thế kỷ thứ 4, đế chế La Mã cổ đại ngày càng suy yếu và bị chia thành hai phần, Tây La Mã và Đông La Mã. Cùng với đó, các cuộc xâm chiếm của những bộ tộc Germanic sống bên ngoài biên giới của đế chế này đã làm cho tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn. Người Germanic khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc La Mã, họ đã chiếm lấy đất đai, đồng thời phế truất hoàng đế La Mã. Đến năm 476, chế độ chiếm hữu nô lệ của La Mã sụp đổ. Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9, chiến tranh vẫn liên tiếp xảy ra. Vương quốc Frank dần trở thành vương quốc hùng mạnh và làm chủ cả một vùng Tây Âu lục địa. Cùng với quá trình đó, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự xuất hiện của hai giai cấp mới, đó là lãnh chúa, phong kiến và nông nô. Các tầng lớp trong xã hội cũng dần được hình thành, bao gồm quý tộc quân sự, quý tộc tăng lữ và nô lệ. Các thủ lĩnh quân sự được ban cấp ruộng đất, phong tước vị, dần dần hình thành nên tầng lớp quý tộc quân sự. Nhà thờ ủng hộ các vị vua nên các giáo chủ, giám mục cũng được ban tặng những vùng đất rộng lớn, trở thành tầng lớp quý tộc tăng lữ. Các em thân mến, quý tộc quân sự và quý tộc tăng lữ đã hợp sức lại để trở thành giai cấp thống trị, họ giàu có và có nhiều quyền lực. Tuy nhiên, nô lệ lại được giải phóng và nông dân tự do dần dần bị mất hết ruộng đất, họ trở thành nông nô và bị lệ thuộc vào lãnh chúa. Đến thế kỷ thứ 9, xã hội phong kiến Tây Âu cơ bản đã được hình thành. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ trả lời câu hỏi mục 1 trang 8 sách giáo khoa. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Nêu những việc làm của người Germanic khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã. Để trả lời câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 1 trang 89 sách giáo khoa. Cùng với đó, các em kết hợp sử dụng lược đồ 1.2 trang 9 sách giáo khoa để cùng nhau tìm câu trả lời các em nhé. Vậy, câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta đó là những việc làm của người Germanic khi tràn vào lãnh thổ đế chế La Mã, đó là họ chiếm đất đai, phế truất hoàng đế La Mã. Đến năm 476, chế độ chiếm hữu La Mã sụp đổ, nhiều vương quốc Germanic lần lượt ra đời ở Tây Âu, trên vùng đất trước đó vốn thuộc về các nước Tây La Mã. Thứ hai của chúng ta có nội dung như sau.
trình bày những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 1 trang 8-9 sách giáo khoa. Cùng với đó, các em kết hợp sử dụng lược đồ 1.2 trang 9 sách giáo khoa để cùng nhau tìm hiểu câu trả lời các em nhé. Vậy, câu trả lời của chúng ta đó là những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của hai giai cấp mới, đó là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Lãnh chúa phong kiến gồm quý tộc quân sự, quý tộc tăng lữ, hợp thành giai cấp thống trị, giàu có và có nhiều quyền lực. Nông nô gồm những người nô lệ lệ thuộc và giải và những người nô lệ lệ thuộc và nông dân tự do bị cướp mất ruộng đất. Đến thế kỷ thứ 9, về cơ bản, xã hội phong kiến Tây Âu đã được hình thành. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ đi vào nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay, đó là lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. Các em quan sát hình 1.3, một lãnh địa phong kiến Tây Âu thời kỳ trung đại. Cùng với đó, các em hãy kết hợp nội dung sách giáo khoa để cùng nhau tìm hiểu kiến thức của nội dung này các em nhé. Các em thân mến, đến giữa thế kỷ thứ 11, những vùng đất rai rộng lớn của các quý tộc đã biến thành những khu đất của riêng họ. Họ được quyền gia truyền con nối gọi là lãnh địa phong kiến. Mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị hành chính, kinh tế biệt lập, khép kín và thuộc về một lãnh chúa. Lãnh chúa có toàn quyền quyết định trên vùng đất đai của họ. Họ như một ông vua, có quân đội riêng và tự đặt ra những luật lệ riêng cho lãnh địa của mình. Cùng với đó, lãnh chúa xây dựng lâu đài kiên cố, có hào sâu và tường bao quanh. Vùng đất đai ngoài lâu đài chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, đồng cỏ chăn thả gia súc, rừng và nhà ở của nông nô. Cùng với đó, trong lãnh địa, kinh tế chủ yếu là nền kinh tế nông nghiệp, ngoại trừ muối và sắt được mua từ ngoài. Mọi thứ cần dùng như lương thực, thực phẩm, công cụ lao động hay quần áo, giày dép đều do nông nô tự sản xuất trong lãnh địa. Đời sống kinh tế trong lãnh địa khép kín, tự cung tự cấp. Vậy, những mối quan hệ trong xã hội phong kiến ở lãnh địa phong kiến như thế nào các em? Các em quan sát hình 1.4, đời sống của lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa, hình ảnh trong ấn phẩm, lịch cầu nguyện của công tước Berry năm 1413 đến 1416. Các em có thể thấy được rằng lãnh chúa không phải lao động, họ chỉ luyện tập cung kiếm và đi săn. Nguồn thu của họ đến từ việc bóc lột nông nô bằng địa tô và những thứ thế do họ tự đặt ra như thế thân, thế cưới sinh, thế xây bột, xây bắn. Cùng với đó, nông nô lệ thuộc vào lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. Họ canh tác trên khu đất mà lãnh chúa cho họ thuê và phải nợ rất nhiều tô thuế, có khi lên đến 1/2 số sản phẩm thu được mỗi vụ. Như vậy, mối quan hệ chính trong xã hội phong kiến Tây Âu chủ yếu là mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi mục 2, trang 9 sách giáo khoa các em nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau: đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu. Để trả lời cho câu hỏi này, các em đọc lại nội dung mục 2 trang 9, 10 sách giáo khoa. Cùng với đó, kết hợp quan sát với hình 1.3 và đọc phần chú ý để biết về cách tổ chức cho một lãnh địa phong kiến Tây Âu thời kỳ trung đại. Các em đã tìm ra câu trả lời chưa? Cô sẽ gợi ý câu trả lời cho các em nhé. Đặc điểm của lãnh địa phong kiến Tây Âu. Mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị hành chính kinh tế biệt lập, khép kín, thuộc về một lãnh chúa. Lãnh chúa có toàn quyền trên vùng đất của họ như một ông vua, có quân đội riêng và tự đặt ra luật lệ trong lãnh địa của họ. Bên cạnh đó, lãnh chúa còn cho xây dựng lâu đài kiên cố, có hào sâu, tường bao quanh, vùng đất đai ngoài lâu đài chủ yếu để nông nô canh tác và kinh tế. Ở trong lãnh địa chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, đời sống kinh tế trong lãnh địa khép kín, tự cung tự cấp, trừ sắt và muối được mua từ bên ngoài. Tiếp theo, chúng ta cùng đi đến câu hỏi thứ hai có nội dung như sau: mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến. Để trả lời cho câu hỏi này, các em đọc lại nội dung mục 2 trang 9, 10 sách giáo khoa. Cùng với đó, các em kết hợp quan sát hình 1.4 để thấy được sự ra đời của lãnh chúa và nông nô trong lãnh địa.
các em thân mến, vậy câu trả lời cho câu hỏi này của chúng ta đó là mối quan hệ giữa lãnh chúa phong kiến và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu đó là lãnh chúa không phải lao động, họ chỉ luyện tập cung kiếm và đi săn. Nguồn thu của họ chủ yếu từ việc bóc lột nông nô bằng địa tô và những thứ thuế do họ tự đặt ra. Còn nông nô, họ lệ thuộc vào lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. Nông nô canh tác trên khu đất lãnh chúa cho thuê và phải nộp tô thuế rất nặng. Chính vì thế, mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến là mối quan hệ chủ tớ. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi vào nội dung thứ ba của bài học, đó là thành thị Tây Âu trung đại. Các em thân mến, các em quan sát hình 1.7 Carcassonne, miền nam nước Pháp thế kỷ thứ 12. Đây là điển hình cho kiến trúc thành thị trung đại được bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay. Cùng với đó, các em kết hợp quan sát nội dung sách giáo khoa để cùng nhau tìm hiểu kiến thức cho nội dung này các em nhé. Các em thân mến, từ thế kỷ thứ 11, sản xuất thủ công nghiệp trong các lãnh địa phong kiến đã dẫn đến nhu cầu trao đổi sản phẩm ngày càng tăng. Vì thế, một số thợ thủ công tìm cách thoát ra khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hay dùng tiền chuộc lại thân phận. Sau khi thoát khỏi các lãnh địa, họ tập trung ở những nơi có đông người qua lại để bán hàng và lập xưởng sản xuất. Các thị trấn nhỏ bắt đầu xuất hiện, dần dần trở thành những khu phố lớn gọi là thành thị trung đại. Cư dân sống trong các thành thị chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công. Cùng với đó, sự xuất hiện của thành thị trung đại có vai trò như thế nào? Các em hãy cùng cô quan sát tư liệu 1.5 Luật thành thị trung đại và hình 1.6 Sinh viên Đại học Cologne nước Ý để hiểu rõ hơn nhé. Vai trò của thành thị trung đại đó là thành thị mang lại không khí tự do và nhu cầu mở mang tri thức cho mọi người. Thế kỷ thứ 12, thị dân bắt đầu lập ra những trường học như Bologna ở Italia, Oxford ở Anh, Sorbonne ở Pháp. Đến thế kỷ thứ 13, nhiều thành thị là trung tâm kinh tế, văn hóa của Tây Âu như London của Anh, Paris của Pháp, Lübeck của Đức hay Firenze của Italia. Từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 15, nền kinh tế của các thành thị phát triển đòi hỏi nhu cầu phá bỏ sự cản trở của kinh tế lãnh địa. Nhiều thành thị ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha ủng hộ việc các vị vua tập quyền xóa bỏ chế độ phong kiến. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ trả lời câu hỏi mục 3, sách giáo khoa trang 12. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau: thành thị Tây Âu trung đại ra đời như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 3, trang 11, 12, 13, sách giáo khoa, kết hợp quan sát hình 1.7 để thấy được sự ra đời của thành thị Tây Âu. Vậy, câu trả lời của chúng ta đó là thành thị Tây Âu trung đại ra đời, thế kỷ thứ 11, sản xuất thủ công nghiệp trong các lãnh địa phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi sản phẩm. Một số thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hay dùng tiền chuộc lại thân phận. Họ tập trung ở những nơi đông người qua lại để buôn bán và lập xưởng. Các thị trấn nhỏ bắt đầu xuất hiện, dần dần trở thành những khu phố lớn gọi là thành thị trung đại. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Đọc thông tin trong bài viết và tư liệu 1.5, quan sát hình 1.6, 1.7. Em hãy phân tích vai trò của thành thị đối với sự phát triển của Tây Âu trung đại. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 3, trang 11, 12, sách giáo khoa và kết hợp quan sát hình 1.6, 1.7 cùng với tư liệu 1.5 để thấy được vai trò của thành thị Tây Âu trung đại. Vậy, câu trả lời của chúng ta đó là vai trò của thành thị đối với sự phát triển Tây Âu trung đại. Thứ nhất, nó đã phá vỡ kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. Thứ hai, thành thị mang lại không khí tự do và nhu cầu mở mang tri thức cho mọi người. Đến thế kỷ thứ 12, nhiều trường đại học đã được ra đời. Thứ ba, đến thế kỷ thứ 13, nhiều thành thị trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của Tây Âu.
Và cuối cùng, từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 15, nền kinh tế hàng hóa của các đô thị phát triển đòi hỏi nhu cầu phá bỏ sự cản trở của kinh tế lãnh địa, xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào nội dung cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Các em quan sát hình 1.8, nhà thờ Reims, nơi giáo hoàng làm lễ đăng quang cho các vị vua Pháp thời kỳ trung đại. Cùng với đó, các em kết hợp nội dung sách giáo khoa để cùng nhau tìm hiểu về sự ra đời của Thiên Chúa Giáo các em nhé. Các em thân mến, Thiên Chúa Giáo ra đời vào thế kỷ thứ 1 ở Palestine, một tỉnh của La Mã vào thời kỳ của đế chế. Ban đầu, Thiên Chúa Giáo là tôn giáo của những người nghèo khổ, bị áp bức. Sau một thời gian dài bị chính quyền đàn áp, đến đầu thế kỷ thứ 4, Thiên Chúa Giáo đã được Hoàng đế La Mã công nhận là một và có một vị trí vững chắc trong xã hội. Đứng đầu giáo hội, Thiên Chúa Giáo là giáo hoàng, người có quyền lực chính trị, ảnh hưởng đến sự cai trị của các vị vua. Từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 12, giáo hoàng còn phát động thập tự chinh, đem quân đi tàn phá, cướp bóc Palestine. Và hầu hết những người dân Tây Âu đều là giáo dân, nhà thờ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa và là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng trong cuộc sống của họ. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ trả lời câu hỏi mục 4 trang 13 sách giáo khoa. Câu hỏi có nội dung như sau. Nêu vài nét sơ lược về sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 4 trang 13 sách giáo khoa. Cùng với đó, các em kết hợp quan sát hình 1.8 và chú ý Thiên Chúa Giáo hay còn gọi là Công Giáo, Kitô Giáo. Vậy, câu trả lời cho câu hỏi này của chúng ta đó là Thiên Chúa Giáo ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên ở Palestine. Ban đầu, Thiên Chúa Giáo là tôn giáo của những người nghèo khổ bị áp bức trong một thời gian dài bị chính quyền đàn áp. Đến thế kỷ thứ tư, Thiên Chúa Giáo đã được Hoàng đế La Mã công nhận và có một vị trí vững chắc trong xã hội. Đến thế kỷ thứ 11, thứ 12, giáo hoàng phát động cuộc thập tự chinh, đem quân đi tàn phá, cướp bóc Palestine. Và hầu hết người dân ở Tây Âu đều là giáo dân, nhà thờ là trung tâm sinh hoạt văn hóa và là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng trong cuộc sống của họ. Các em thân mến, cô đã hướng dẫn các em học xong nội dung lý thuyết bài 1, quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến Tây Âu. Các em cùng theo dõi sơ đồ tư duy để khái quát lại nội dung bài học các em nhé. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu, đó là vào đầu thế kỷ thứ tư, La Mã bị chia rẽ. Người Germans xâm lược đế quốc La Mã. Đến năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong. Nhiều vương quốc người Germans đã ra đời. Hai giai cấp mới được hình thành đó là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Đến thế kỷ thứ 9, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành. Nội dung thứ hai các em cần tìm hiểu đó là lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội. Đầu tiên chúng ta nói về lãnh địa phong kiến, thì nơi đây đứng đầu là lãnh chúa sống bằng việc bóc lột nông nô, hành chính, kinh tế ở lãnh địa khép kín, biệt lập. Ở lãnh địa phong kiến, các lãnh chúa cho xây dựng lâu đài, đào hào sâu và có tường bao quanh và nông nghiệp chủ yếu, đó là tự cung tự cấp. Về quan hệ xã hội trong lãnh địa phong kiến, đó là chủ yếu dựa trên mối quan hệ của lãnh chúa và nông nô. Nội dung thứ ba các em tìm hiểu đó là thành thị ở Tây Âu Trung Đại. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về sự xuất hiện của thành thị Tây Âu Trung Đại. Vào cuối thế kỷ thứ 11, thủ công nghiệp ngày càng phát triển. Các thợ thủ công đã tìm cách bỏ trốn hoặc chuộc thân. Họ tìm đến những nơi đông dân hoặc đông người để mua bán. Cư dân chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công. Vai trò của thành thị Tây Âu thời kỳ Trung Đại đó là đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, bên cạnh đó còn tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. Và hơn hết, thành thị Tây Âu Trung Đại đã tạo ra bầu không khí tự do, mở mang tri thức và xóa bỏ chế độ phân kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền.
và nội dung cuối cùng các em cần tìm hiểu đó là sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Về thời gian và địa điểm đó là thế kỷ thứ nhất tại Palestine ngày nay. Đứng đầu Thiên Chúa Giáo chính là Giáo Hoàng. Đây là một công cụ cai trị về mặt tinh thần. Và đến thế kỷ thứ tư, đây là quốc giáo của người La Mã. Hầu hết những người Tây Âu đều là giáo dân. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi luyện tập trang 13 sách giáo khoa. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Kể tên hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu, thời kỳ trung đại và nêu mối quan hệ giữa hai giai cấp đó. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 2 trang 10 sách giáo khoa. Cùng với đó, các em vận dụng nội dung đã học để tìm ra hai giai cấp cơ bản và mối quan hệ của chúng. Câu trả lời của chúng ta đó là hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu trung đại và mối quan hệ giữa hai giai cấp đó. Hai giai cấp cơ bản chúng ta cần tìm hiểu đó là lãnh chúa và nông nô. Lãnh chúa là họ không cần phải lao động, chỉ luyện tập cung kiếm và săn bắn. Nguồn thu chủ yếu của họ từ việc bóc lột nông nô. Còn nông nô, họ lệ thuộc vào lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. Cùng với đó, họ phải nộp tô thuế rất nặng cho lãnh chúa. Vì thế, mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến là mối quan hệ chủ tớ. Câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau. Em hãy lập và hoàn thành bản tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu trung đại theo mẫu dưới đây. Để trả lời câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 2, 3, sách giáo khoa. Cùng với đó, vận dụng nội dung đã học để điền vào bảng sau đây. Cô sẽ hướng dẫn các em điền vào bảng các em nhé. Thứ nhất, về thời gian xuất hiện, lãnh địa phong kiến xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 9. Bên cạnh đó, thành thị Tây Âu Trung Đại xuất hiện vào thế kỷ thứ 11. Thành phần cư dân của lãnh địa phong kiến là lãnh chúa và nông nô, ở thành thị Trung Đại là thương nhân và thợ thủ công. Hoạt động kinh tế chủ yếu của lãnh địa phong kiến là kinh tế nông nghiệp, khép kín, tự cung, tự cấp. Còn ở thành thị Trung Đại, hoạt động kinh tế là bán hàng và lập các xưởng sản xuất. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ trả lời câu hỏi vận dụng trang 13 sách giáo khoa. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Hãy sưu tầm thông tin, tìm hiểu về hội chợ Tây Âu thời trung đại và hiện đại. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn mô tả về một hội chợ truyền thống ở Tây Âu. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần tìm tài liệu qua Internet, sách, báo, hội chợ nổi tiếng như hội chợ Germaine ở Pháp. Các em đã có câu trả lời chưa? Cô sẽ gợi ý cho các em câu trả lời như sau nhé. Từ sơ kỳ trung đại, các hội chợ đã xuất hiện. Hội chợ là nơi hoạt động thương mại. Hội chợ ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của thành thị và kinh tế hàng hóa. Hội chợ kích thích thương mại và qua đó kích thích nền kinh tế phát triển. Hội chợ Champagne ở Đông Bắc Pháp là lớn nhất và có ý nghĩa toàn châu Âu. Hàng hóa đặc trưng của hội chợ Champagne là đồ gia vị, xa xỉ phẩm phương Đông, dạ của Hà Lan, rượu vang và gia súc của Pháp. Mỗi phiên chợ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Các hội chợ Champagne tọa lạc trên các tuyến đường đất liền và phần lớn tự điều chỉnh thông qua sự phát triển của lực thương gia đã trở thành một động cơ quan trọng trong lịch sử kinh tế phục hưng của châu Âu thời Trung Cổ. Vậy là cô và các em đã cùng nhau học xong bài 1, quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu, sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem thêm chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.